anh ở miết ở dưới này á. Rồi công việc của anh thì sao? Chà, Tuyết Anh đuổi khéo tôi đó hả? Thật ra mọi thứ đã vào guồng rồi, không có gì phải bận tâm. Với lại con người đôi khi cũng cần có khoảng lặng để nạp năng lượng chứ. Nếu như cần khoan lặng để mà suy nghĩ thì chắc em đang làm phiền anh mất rồi. Không có đâu. Thật ra nói chuyện với Tuyết Anh á, tôi cảm thấy rất là dễ chịu, thoải mái. Không biết là từ bao giờ tôi đã ghiền được nhìn ngắm khung cảnh ở đây. Ừ? Và được nói chuyện với lại Tuyết Anh. Ghiền? À không, cả Mạnh và Đạt nữa. Chà, từ ghiền. Có gì lạ sao? Hình như là anh đã bắt đầu lầm những từ ngữ ở dưới này rồi. Thì phải tập làm quen dần chứ. Biết đâu sau này tôi sẽ về đây cưới vợ và sanh con đẻ cái. Anh làm em nhịn cười không có được luôn á. Kiểu nói này á giống như của anh Đẹp vậy. Đẹp vui quá hả? Ảnh coi vậy á mà rất là tiếu. Tôi thấy các bạn chơi rất thân từ nhỏ, nên bây giờ quấn quýt như là anh em ở trong nhà. Bởi vậy khi Tuyết Anh có chuyện thì mọi người ai cũng quan tâm chăm sóc. Thật ra thì ai cũng muốn Tuyết Anh chữa bệnh và sớm hồi phục. Xin lỗi nha, tôi không muốn nhắc tới điều đó đâu. Em biết anh đứng đó lại đây á là vì em. Nhưng những gì em đã quyết định á thì sẽ không bao giờ hối hận. Anh có thấy là mình đang lãng phí thời gian của mình vô ích không? Tuyết Anh à, em có thấy là cách nói chuyện và tác phong của em không có giống như là người dân ở dưới này. Em có thấy điều đó không? Ý anh nói là em rất giống với Đăng Như trước đây của anh. Vậy Đăng Như hiện tại thì sao? Chết rồi, thì ra cái chuyện này á mình không để ý. Đúng là giống mặt chứ không thể cái gì cũng giống. Anh Khải mình vừa đẹp trai lại vừa thông minh quá, không thể qua mặt được. Đức là rủ nhau vào bụi rậm tò te tí te nữa chứ gì. Thì còn quá đáng. Dám qua mặt mình hả? Dám làm chuyện có lỗi với mình hả? Nè gì? Làm hết hồn à? Bà làm gì rón rén như đang rình rập ai vậy? Rình rảnh gì? Ông rình rập tôi thì có. Người gì đâu là xấu xa rồi còn dị hợm nữa. Núp sau lưng người ta, hù dọ người ta hả? Nhắc ma người ta hả? Dù chuyên. Lâu lắm rồi mới thấy bà chửi tôi ngang. Hả? Đáng lẽ bà sắp nhớ lại rồi. Vũ Kiên, Đăng Như có điện thoại về không? Dạ, cô chủ đi chơi xa, chắc chiều mới về. Còn bà chủ với lại cậu Thiên Bảo thì sắp về tới à. Bà chủ dặn tôi phải dọn cơm cho ông ăn đúng giờ, chứ đừng để quá giờ nó hại cho bao tử. Tối nay Vũ sao vậy? Có phải Vũ có chuyện muốn nói với tôi không? Dạ. Dạ, có chuyện này tôi thấy cần thiết phải nói cho ông chủ nghe. Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy Vũ? Chuyện này á, mà nếu mà tôi nói xong á thì ông hứa đừng nói cho bà chủ biết là tôi nói lại cho ông với ông nha. Chuyện gì mà Vũ phải giấu bãi? Nhưng mà chuyện mà Vũ muốn nói là chuyện gì? Dạ, chuyện này á, nếu mà bà chủ biết tôi nói á thì kẹt cho tôi lắm đó. Ông xã, ủa sao ông xã không ăn cơm đi, đợi em làm gì? Dạ dạ, thưa bà chủ, ăn cơm tôi dọn chén cho em nha. À, thôi khỏi đi, lúc nãy tôi ăn ở ngoài với người bạn rồi. Ông xã ăn ngon nha. Chuyện hồi nãy Vũ muốn nói là chuyện gì? Dạ, thưa tôi có người bà con đi lên Sài Gòn rồi bị tai nạn giao thông rồi nằm viện. Tôi cần tiền, tính mượn ông chủ tiền để đóng viện phí á. Vậy hả? Dạ. Có gì đâu mà Vũ lại làm quan trọng quá vậy? Dạ, cô chủ đi rồi
mà tôi cần tiền gấp, cho nên tôi không biết hỏi ai, cho nên tôi mới... Vũ cần bao nhiêu, chú cứ gặp bà chủ lấy. Đừng nói cho bà chủ biết, tôi sợ bà chủ la lắm. Sao lại la? Để tôi nói cho Vũ mượn, không có sao hết á. Dạ, cảm ơn chú. Ủa, bà chủ, bà làm tôi giật mình. Vũ có làm gì gian trái sao mà giật mình? Đây là số tiền mà ông chủ kêu tôi đưa Vũ. Mà Vũ làm gì cần tiền gấp vậy? Dạ, thì hôm trước tôi có nói với bà chủ là tôi có người ở dưới quê lên. À, nằm bệnh viện chứ gì? Dạ. Ồ, hôm trước tôi có nói với Vũ là để tôi cho tiền làm phước. Nhưng mà, tôi nghĩ chắc Vũ có tiền của ông chủ đưa rồi nên đâu cần tiền của tôi đúng không? Dạ, cảm ơn bà chủ. Chủ. Dạ. Bà lớn tuổi rồi, lẩm cẩm quá rồi đó nha. Bà quên trước quên sau. Vũ nghĩ nếu sức khỏe mình không đủ thì để tôi tìm người khác trẻ hơn thay thế Vũ. Vũ đừng có nghĩ có ông chủ sau lưng rồi nghĩ tôi không dám đuổi Vũ ra khỏi nhà, nghe không? Tôi sẽ tống cổ bà ra khỏi nhà bất cứ lúc nào. Bà hãy lấy cái gương của người bà con bà ra, bà thức tỉnh. Không giỡn mặt được với tôi đâu, mà liệu hồn đó. Ngựa trắng nè, đôi nè. Bà, đôi không à? Trời, đôi gần nhà đâu ngon đâu bà. Trời. Sỉ trắng. Sỉ trắng ăn ngon. Đừng ai đôi giật nha. Trời ơi. Em nãy giờ bà cũng ăn. Trời, chứ sao? Vậy mới tới chứ. Chốt xanh. Chốt xanh. Thưa má, con nấu đồ ăn sẵn rồi. Khi nào má ăn á, má chỉ việc hâm lại là xong ha. Con đi về sớm nha. Thưa mấy dì, với thưa má con đi. Ê bà, từ biết anh nó thay đổi 100% luôn á. Vừa dễ thương nè, vừa dịu dàng nè. Lại lo cho bà nữa đó. Bà tự dưng cuối đời có bước không ngờ luôn á. Con cái mà bà, tới lúc nào đó nó sẽ biết là người nào đã khổ cực nuôi nấng nó khôn lớn, bà biết không? Tôi thấy con tiếc anh á, nó mất trí nhớ như vậy mà hay. Chứ trước kia thiệt tình á, chịu không có nổi luôn. Tôi nghĩ bà cứ để nó mất trí nhớ luôn đi. Chứ nó hết bệnh nó trở lại bản tánh, trời ơi đất hỡi như lúc trước hả? Bà càng thêm mệt á. Bà lo bà về gì, bà dạy thằng con bà kìa. Nó đánh lộn đánh lạo phá làng phá xóm. Con mình á, như con bò vậy á, tay tét cuối cả xóm không lo, ở đó đi lo con người khác. Nhìn cái mặt cái mặt ghế. Tù bà ha, cho bà thua bà trái túi luôn tụi bà biết. Còn má nữa, có ra hồn ra vía gì đâu mà ở đó đợi con mình có hiếu. Tại con nhỏ đó nó bị khùng, chứ tôi hả, tôi đâu có ngu. Ở đó mà hả, tôi nấu cơm sẵn cho bà đánh bài, bà đói bụng bà ăn hả, cũng ngon. Ủa, bà đi làm hả? Sao nghỉ vài bữa cho khỏe rồi hả đi làm? Thôi em phải đi làm chứ, nếu không chị Thư kiếm người khác á thì em mất việc á. Bà nghĩ gì cũng đúng á. Chờ tôi chút xíu tôi lấy xe chở bà đi nghe. Thôi khỏi, em đi bộ đi,
cho hoạt động tay chân mau khỏe nữa. Ừ, vậy cũng được. Vậy chiều bà về á, tôi lấy xe tôi đón bà nghe. Chở gì bà chở? Nhỏ đó có phải là Tuyết Anh đâu mà ổng tốt với nó bây giờ. Tôi mới là Tuyết Anh nè. Anh Đạt. Ủa, sao tự nhiên bà quay lại vậy? Ủa, sao tự nhiên thay đồ luôn? Nè, hôm nay bà ngựa sái buổi chợ nha. Ủa, ủa gì mà ủa? Thôi kiếm chỗ mát đi, anh em mình nói chuyện chơi ha. Bà tính làm vậy thì hả? Ừ, chỉ có cách đó đó anh Khải mới về Sài Gòn được thôi. Nhưng mà tôi thấy làm vậy bất nhân quá. Bất nhân gì mà bất nhân, chứ không phải anh muốn á là anh Khải không làm phiền em nữa, rồi anh Mạnh á thì không có hiểu lầm sao. Nhưng mà ban ngày ban mặt cái tự nhiên kêu tôi nó láo cái tôi làm không có được đâu. Anh làm được, anh phải làm được. Chỉ có cách này ông Khải mới rời khỏi chỗ này thôi, hiểu không? Tôi tức giận cô, không lẽ để yên lặng đến nhịn được hay sao? Nói chuyện trái tay ra mắt bà để yên sao? Vũ à, nhưng làm như vậy sẽ liên hệ đến Vũ, tôi không muốn đâu Vũ. Không lẽ được cô cứ để cho bà ấy bày hết cách này đến cách khác để hại cô? Tôi sẽ ra đi thật xa, không bao giờ quay trở lại nữa. Như vậy là được đúng không chú? Nhưng bà ấy có để cho cô yên không? Rồi còn Đăng Như nữa, rồi còn ông chủ nữa. Cô đành lòng cô bỏ cô đi hay sao? Nhưng chuyện gì bà ấy cũng dám làm chú à. Cũng may là ngày xưa ông ấy đã kịp thời đưa Đăng Như đi lánh nạn. Nếu không thì không biết là chuyện gì sẽ xảy ra với nó nữa. Nhưng bây giờ bà ấy lúc nào cũng kề cận bên Đăng Như như vậy, lòng người hiểm độc khó có thể mà lường trước được. Nó không biết là chuyện gì sẽ xảy ra đối với nó để mà có thể đề phòng được đâu chú. Tôi sợ là bây giờ bà ấy sẽ bắt đầu làm hại nó nữa chú ơi. Tôi nghĩ cô Đăng Như bây giờ cô đã trưởng thành và biết được người xấu và người tốt. Không phải là bà ta là trên hết, bà muốn làm gì mới làm sao. Còn ông chủ nữa làm chi? Nhưng bà ta thường hay chơi trò ném đá giấu tay, khó có thể mà lường trước được. Nếu tôi biến mất thì chắc là tất cả mọi việc sẽ yên ổn ngay thôi. Cô đừng sợ, phải gặp ông chủ phải liều một phen, nói hết những gì hồi xưa mà bà ta đã hại cô từ mấy năm nay. Có Đăng Như, có tôi, cố gắng lên. Ê, ông ngủ không đi nhậu chi vậy? Uống vô say xỉn, rồi mất công á hả? Nói chuyện lòi đầu lòi đuôi bây giờ. Trời đất ơi, thằng Khải nó uống được bao nhiêu đâu mà bà sợ tôi xỉn. Đi đâu được, ăn nhậu say xỉn vô rồi hớ hên rồi hả lòi ra là chết cả đám nghe chưa. Chả bây giờ á đang rất là tin tôi nói gì cũng nghe hết trơn á, cho nên là đợi thời cơ chín muồi tôi sẽ làm trả một vốn, kiếm một số vốn làm ăn. Đáng đời chả, ai biểu á cứ tưởng tôi là đang như đang nhiếp gì hả bồ con chả. Làm tôi cứ phải hả đọc chuyện nè, đọc sách nè, rồi phải coi phim gì đó để học mấy cái từ ngữ để nói cho giống dân Sài Gòn. Mệt bỏ bà. Công nhận chuyến này tội nghiệp Khải ghê ta. Tội nghiệp gì mà tội nghiệp. Thằng chả thấy tôi không có đi chữa bệnh đó, xong rồi mặc cái dài ra sớm bỏ bà. Ai mà bệnh hồi nào, ai mà thèm ba cái giới giận đó. Đợt này á tôi đợi chả cắn câu, tôi mượn tạm một số tiền, sau đó chứ mà mượn tiền phải trả chứ. Trả cái đầu ông đó. Ông thấy ai đưa tiền cho gái mà đòi không? Đúng, bởi vậy người ta mới có câu bắt than lên hỏi ông trời, có tiền cho gái hỏi đòi được không? Yeah.
Lần này á, ổng mà cà chớn với tôi hả, tôi lên tận cho Sài Gòn, tôi quậy chụp tanh cành luôn cho ổng biết mặt. Có thể số phận đã tới chưa sắp đặt sai, nên tao phải ra tay sắp đặt lại. Những gì tao đang sở hữu thực chất là của tao, nên tao lấy lại. Kể cả anh Khải, mày không phải là đối thủ của tao đâu Đăng Như. Tại sao em lại là người như vậy? Anh không tin vào những gì em nói. Có phải đó mới đúng là con người thật của em không? Có phải những gì em dành cho tôi đều là sự giả dối lừa đảo? Không thể nào, không thể nào là người như vậy được. Alo. Alo, anh hả? Anh đang đi công tác hả? Rồi khi nào anh về? Em nhớ anh lắm. Anh á, làm cái gì thì làm, cũng phải giữ gìn sức khỏe đó nha. Anh không sao. Anh nè, anh đừng có chủ quan. Không có em nhắc nhở là anh sẽ bỏ bê ăn uống. Làm mà không ngơi nghỉ là sẽ dễ sanh bệnh lắm đó. Thôi, em không có làm phiền anh nữa. Em cúp máy đây. Em à, anh cảm ơn em. Ừ, sao lại cảm ơn em? Ừ thì anh thấy mình cần phải cảm ơn em vậy thôi mà. Anh à, sao không rài á, mí mắt của em á, nó cứ giật giật liên hồi à. Không biết là có điểm gì xấu không nữa. Em lo cho anh lắm á. Anh có gì đâu mà em lo. Sao mà không lo? Anh á, anh hay tin người lắm. Nhiều khi đi ra ngoài á, bị người ta gạt rồi không hay á. Anh á, anh nên cẩn trọng vẫn hơn. Thôi, em cúp máy đây. Cảm ơn anh. Bye bye em. Cô điện thoại cho ai đó? Gì? Bà hỏi làm chi? Tôi có quyền hỏi. Hôm rày cô bận chuyện gì mà đi hoài vậy? Là còn đi xa nữa chứ. Thì đi ngoại thành để không gió. Mà bà vô đây á, để chỉ hỏi vậy thôi hả? Hôm rày bà Tiên tốt bụng, có hẹn gặp cô không? Không. Thật không? Tôi nói dốc bằng gì? Nghe tôi dặn đi. Bất cứ khi nào mụ ta hẹn gặp cô, phải báo tôi liền, biết chưa? Có vẻ bà sợ bà ấy thì phải. Câm miệng! Cô nên nhớ thân phận của mình đó. Đừng quá lụy thằng Khải mà làm hư chuyện người ta. Trên đời này không ai làm ta sợ hết, ngoại trừ cái nghèo khổ. Anh Mạnh, nhờ anh nói lại với Tiết Anh, tôi về Sài Gòn có công việc đó. Tôi không kịp nói lời từ giã của anh. Nó phải được buồn. Nhưng anh, thật sự anh không dám nói diện với em một lần nữa. Anh rất sợ cảm giác đó. Có lẽ anh không muốn mất đi những hình ảnh như em.
Xin lỗi em. Anh Khải về Sài Gòn rồi, chắc là có việc gấp. Anh ấy gửi lời xin lỗi vì không trực tiếp nói với em. Em thấy anh có vẻ mệt mỏi sau những chuyến công tác dài ngày hả? Công việc của em thế nào rồi? Em ổn. Ba với dì em nhắc anh hoài à. Sao vụ việc do mình gây ra anh ngại gặp hai bác quá? Anh đừng có nói vậy. Ba với dì em khá thoáng chứ không có hẹp hò gì đâu. Với lại em cũng đã thông tư tưởng của hai người rồi. Mà quan trọng là em nè. Mà em không có giận gì anh thì thôi chứ. Nhưng em nghĩ điều đó cũng không có hẳn là xấu. Có thời gian để chúng ta có thể chiêm nghiệm và nhìn lại được nhiều việc. Sao anh lại nhìn em lom lom vậy? Hôm nay em nói chuyện nghe lạ quá. Em đâu có lạ gì đâu. Mà bộ anh thấy em lạ hả? Em cũng vẫn là em thôi mà. Không có gì. Có thể sau khi trải qua nhiều biến cố, em thấy cuộc đời này thật ngắn ngủi. Mình hôm nay không biết có được gặp người thân vào ngày mai không nữa. Đời thật là vô thường. Hay gì em đã nghiệm ra điều này nên khiến anh thấy em khác lạ chăng? Tất cả mọi vật trên đời này đều thay đổi, muôn màu, muôn mặt. Không có cái gì là bất biến hết á. Nhưng cũng còn tùy thuộc vào tâm trạng của anh nữa. À, ví dụ như hàng ngày anh đi trên một con đường đó, anh thấy nó thật đáng yêu và thơ mộng. Nhưng cũng có hôm anh lại thấy con đường đó sao mà quá dài và quá chán. Có thể vấn đề nằm ở anh. Anh thực sự hoang mang, không biết mình là ai và đang đối diện với ai. Tất cả mọi việc dường như đảo lộn và đang trêu chọc anh vậy. Xin lỗi, có phải
em nói gì hay làm gì cho anh mệt mỏi không? À, không. Người xin lỗi phải là anh mới đúng. Thật sự trong thời gian qua anh gây cho em rất nhiều điều phiền toái. Em có giận anh không? Em mà giận anh thì chắc đã không gặp anh rồi. Cảm ơn em. Có lúc em tưởng em không thể sống thiếu anh dù chỉ một giây. Sau sự việc anh bỏ trốn tại lễ cưới, em chợt tỉnh và hiểu ra rằng đó là số phận. Nhưng em hiểu cái gì thuộc về mình nó sẽ là của mình. Có lo sợ hay níu kéo cũng chỉ chuốc lấy ràng buộc không đáng có mà thôi. Anh cứ suy nghĩ thật kỹ và quyết định. Em bao giờ cũng là người chờ đợi anh hết. Bởi vì em yêu anh. Anh hứa sẽ bù đắp những gì mà em đã chịu thiệt thòi vậy. Hãy tha thứ cho tôi nhé. Anh Tải, anh về đến Sài Gòn lúc mấy giờ? Anh có gì gấp hả? Anh giải quyết xong chưa?
anh có cầu được mấy con cá lớn, anh trọng 10 triệu mà anh đem qua cho em. Sao lạ vậy? Hình như là có ai thay đổi ổ khóa rồi đó Vũ. Sao vậy? Cô xuất viện về rồi hả? Dạ. Chào ông chủ. Ông chủ à, sao cửa khóa nhà tôi lại bị thay đổi ổ vậy ông chủ? Cô An, cô làm ơn thuê dùm phòng khác nha. Vì phòng cô tôi đã cho người khác thuê rồi. Sao vậy ông? Tôi chưa có nói là trả phòng mà. Tiền cọc vẫn còn đó mà ông chủ. Thì cô nằm viện lâu quá, tôi tưởng cô không về thuê nữa. Ông chủ, ông nói cái gì mà kỳ vậy? Người ta nằm viện, ông không thông cảm mà ông còn làm như vậy. Vũ nè, ông là chủ nhà, ông phải có lương tâm một chút chứ. Vũ à, đây là chuyện của tôi, để tôi nói chuyện phải trái với ông chủ. Dạ thưa ông, nếu như bây giờ ông đã lỡ cho người khác thuê thì tôi có thể dọn đến phòng khác được không thưa ông? À, phải rồi, căn phòng ở cuối cùng đó hình như là chưa có ai thuê, tôi dọn đến đó ở đỡ nha ông. Ở dưới đó cũng có người thuê rồi. Còn đồ đạc của cô á, tôi dọn bỏ trong kho kìa. Sao kỳ vậy? Ông không có hỏi người ta rồi tự nhiên là ông dọn đồ người ta đi hết, người ta ở đâu chứ? Trời ơi, khổ cái bà này ghê á, giọng bà không có êm ấm như bà cứ the thé hoài à. Dạ xin lỗi ông, bà vú của tôi không phải là cố tình làm cho ông khó chịu đâu. Không ấy, bây giờ nếu ông còn phòng nào khác, ông cho tôi thuê tạm cũng được mà. Ở đây không có còn phòng nào cho cô thuê nữa đâu. Vậy tối nay người ta ở đâu? Nhà đâu người ta ở chứ? Làm ăn cái gì kỳ vậy? Trời ơi, thì cô ở đâu kệ cô. Ông chủ, nếu như căn phòng này chưa có ai dọn đến thì ông cứ cho tôi vào ở đỡ, rồi từ từ tôi sẽ tìm chỗ khác. Không có được đâu cô ơi. Cái này không được, cái kia cũng không được. Vậy là sao? Tôi nói không được là không được. Nói tóm lại á, bây giờ cô Lan có đi thuê cái phòng nào đi chăng nữa đó, cũng có người ta bỏ tiền ra ta thuê gấp đôi rồi. Không ở thì người ta bỏ trống. Không phải một mình tôi đâu, hết cả khu vực nhà thuê này là người ta bao hết rồi. Tôi không biết cô xúc phạm gì đến họ, nhưng mà họ làm như muốn triệt cô tới với cùng vậy đó. Chắc chắn chuyện này là bà như ý chứ không ai hết á. Chỉ có bà mới thủ đoạn và tàn nhẫn như vậy. Tôi mệt mỏi quá chú à, tôi không ngờ bà ấy đã dồn tôi đến bước được cùng như vậy.
bây giờ cô tính sao? Tôi cũng chưa biết tính sao nữa. Nhưng chắc đêm nay phải mướn tạm chỗ nào đó để nghỉ, rồi sáng mai tính tiếp. Chuyện đó là tất nhiên rồi. Ý của tôi á, muốn nói là cái chuyện mà gặp ông chủ kìa. Chứ để bà cứ hạ hiếp như vậy vậy sao? Tôi không muốn gây thêm chuyện nữa đâu chú. Bao nhiêu đó là cũng quá đủ rồi. Nhưng ngặt có một nỗi là bà chủ bà không có để yên như cô đâu. Cô đi đâu, bà theo đó, cũng như cái bóng ma vậy đó. Cô sẽ không yên ổn với bà nữa đâu. Vũ đừng nói nữa, tôi không muốn nghĩ đến nữa. Bị cô tính vậy đó, thành ra mới bị người ta làm tới. Thà là mình cứ nhất định đó một lần để cho nó ra ngô ra khoai. Dầu gì thì Đan Như cũng là con ruột của cô, không cần danh chánh ngôn thuận. Nhưng mà ông chủ phải ra chấp nhận và bảo vệ sự sống của cô. Nhưng tôi nói không có nhân nhị gì hết á. Hôm nay là chuyện này, rồi ngày mai không biết xảy ra chuyện gì nữa. Cô chỉ gặp ông chủ một lần, rồi muốn đi đâu thì đi, đừng có để bà chủ mà tắc quái như vậy nữa. Làm sao gặp ông ấy được hả chú? Chắc chắn là bà ấy đã sắp xếp và lường trước được tất cả mọi chuyện. Nhưng mà mình phải cần gặp một lần đi. Nè, cô coi đi, coi có lộn không vậy? Tự nhiên sao đem qua bên phòng tôi, đem qua phòng kế toán chứ bộ. Coi lại đi. Dạ rồi chị, để em xem lại. Ê, đi đi. Dạ, đi dạ. Pháp. Ừ. Alo. Anh hả? Em đang ở văn phòng hả? Dạ, em đang làm việc. Anh gọi em có gì không dạ? À, anh tính ghé qua công ty rủ em đi ăn trưa mà. Trưa nay ha anh? Để em coi đã. Tại vì ở văn phòng nhiều công việc bề bộn lắm anh à, chưa có giải quyết xong. Anh có làm phiền em không? À, không. À, nhưng mà để em coi cái ai đó mời vào. Anh chờ em chút nghe, em bận chút xíu mà, công ty nhiều công việc quá. Anh đợi em nha. Cô để sắp hồ sơ đó cho tôi đi, rồi khi nào tôi xem xong á rồi cô hẳn vào nha. Mà nè, ra nói với tiếp tân á, nếu như có khách hàng bên công ty cung ứng vật tư đồ dùng trong khách sạn á mà đến đây á thì nói là ba phòng họp đợi tôi nghe. Nhớ nghe. Alo. Alo. Anh thông cảm cho em nha. Công ty nhiều công việc bề bộn quá, em cần phải giải quyết á mà. Hôm nay em bận quá rồi, chắc không đi ăn được. Có gì em gọi lại cho anh nha. Vậy thôi. Em bận việc quá thì khác mình đi cũng được. Em làm việc đi nha. Con chàng biết mình cũng có giá trị. Dạo này tôi thấy cậu có vẻ lơ là công việc lắm. Bộ hôm qua bị ông chủ la sầy nữa hả? Dạ, tại vì chiếc xe gắn máy nó bị hư, cho nên nước ổng chảy. Chiếc xe gắn máy nó cà chớn thiệt, muốn ra nghĩa địa bà chủ ơi. Ăn chỉ nói. Dạ không có, tại vì nhắc đến xe tôi bực bội quá. Dạ, xin lỗi bà chủ. Cậu đổi xe mới đi. Dạ muốn lắm đó bà chủ, nhưng mà không có tiền, lương tháng nuôi vợ con không đủ, lấy tiền đâu đổi xe. Vậy chứ hóa đơn mỗi lần kê lên cả chục triệu, mỗi khi sửa xe đó chỉ đủ bù vô tiền thu độ đá banh của cậu đúng không? À, bà chủ không có gì qua mắt được tôi đâu. Nếu cần á, tôi đối chiếu với các gara khác là cậu sẽ bị mất việc đó. Dạ xin bà chủ, tại nhiều lúc kẹt quá cho nên làm liều, mà làm liều có một lần à. Không sao, ai cũng phải có lúc kẹt, tôi hiểu mà. Cậu nên đổi xe mới đi, nhớ đổi một chiếc cho tử tế nha. 40 triệu đủ không?
tôi cho cậu mượn. Trời ơi, như vậy còn gì bằng bà chủ. Tuyệt vời quá bà chủ ơi. Ủa, nhưng mà mượn tiền bà chủ rồi lấy tiền đâu trả? Không cần cậu trả đâu, chỉ cần làm cho tôi một việc là được. Alo, anh ăn gì chưa? Em đói bụng quá trời luôn nè. Bây giờ em mới xong việc, mệt mỏi quá, nhiều việc quá trời luôn vậy đó. Anh tới chở em đi ăn nha. Dạ. Qua đây tôi biểu. Vô. Nè, một lát nữa anh nhớ nhắc tôi vào lúc 12:15 đi chưa? Dạ. Ủa mà nhắc chuyện gì vậy cô? Trời ơi, thì anh cứ gọi giờ đó đi. Nhắc chuyện gì? Bây giờ tôi nói đầu dây bên đây, bên kia anh cứ nghe thôi. Tự thách lắm nhiều. Nhiều gì? Em mệt lắm hả? Sao em... không nói để mua thức ăn mang đến, khỏi mất công đi. Em hơi mệt. Em giờ em chỉ muốn ngủ thôi chứ không có muốn ăn uống gì hết trơn á. Nhưng mà em sợ em không có ăn á thì anh cũng không ăn luôn, cho nên em mới đi ăn với anh nè. Sao biết hay quá vậy ta? Dạ, cô Đăng Như à? Cái gì vậy? Tôi đang ăn cơm trưa mà. Dạ, cô dặn tôi gọi cho cô mà. Biết rồi, có gấp cái gì á thì cũng phải chờ tôi ăn xong bữa cơm đã rồi gọi chứ. Hả? Sao? Cái gì kỳ vậy? Tôi đã bàn rất kỹ với bên đối tác rồi, làm sao giờ họ từ chối làm sao? Đồng ý á là quan điểm của khách hàng á thì mình phải lắng nghe, nhưng mà không phải như vậy á là mình phải chiều theo ý khách hàng mình một cách vô điều kiện như vậy thì được. Được rồi, anh nghe rõ đây. Trước mắt á anh cứ dừng kế quản bên đi, nói là tôi đi công tác dài ngày, để tôi dò la giá cả bên này xong á và tôi sẽ trả lời họ sau. Rồi vậy nha, có gì lát nữa tôi về công ty á rồi mình bàn cụ thể ha. Công ty có việc hả? Dạ. Ôi, mệt lắm anh. Gặp phải khách hàng khó tính á, nên mình cũng hơi bực. Chờ một chút nha. Anh có giận gì em không? Sao em nhắn tin không thấy anh trả lời? Anh
Cậu nhìn tấm hình này cho thiệt kỹ và phải theo sát ông chủ. Tuyệt đối không cho bà này đến gần hoặc là tiếp xúc với ông chủ. Nhớ, có gì điện thoại báo tôi liền. Đó là công việc chính của cậu chứ không phải là lái xe. Khải hả? Tôi là Mạnh nè. Anh Mạnh? Ừ. Tưởng đâu anh quên tôi rồi chứ. Mà anh còn nhớ người này không? Ý tôi nói là Tuyết Anh đó. Sao vậy? Giữa hai người xảy ra chuyện gì đó? Sao anh lại nói vậy? Thì tại vì tôi thấy Tuyết Anh dạo này gầy guộc xanh xao, y như là người bệnh vậy. Mà cái bệnh này nó xuất phát từ khi anh vội vã về Sài Gòn đó. Anh đã hứa với tôi cái gì? Chẳng phải là dẹp hết những cái tị hiềm cá nhân để lo cho Tuyết Anh à? Anh quên lời hứa với tôi rồi sao? Anh Mạnh à, tôi... Anh Khải nè, nơi đây không phải là nơi để anh xuống đùa giỡn hoặc là thư giãn những ngày cuối tuần của anh đâu. Và Tuyết Anh cũng càng không phải là đối tượng của anh để anh thay đổi khẩu vị. Giống như mấy thằng dân chơi trên Sài Gòn, rảnh rỗi, nhiều tiền. Nếu anh xuống đây, tụi tôi mở rộng vòng tay đón tiếp anh. Và anh chơi xấu đó ha, tôi thề với anh, không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Anh Mạnh à, mọi chuyện không phải như anh nói đâu. Nhưng mà là chuyện gì mới được? Anh thì cứ ấp áp úng như vậy đó, còn Tuyết Anh thì mắc bệnh trầm kha. Sao kéo dài thời gian vậy hoài vậy? Anh dội xuống đây đi, mặt đối mặt nói chuyện nha một lần cho xong. Tôi
Tôi không thể. Nếu có, tại sao anh không hỏi tiếc anh? Nếu mà tôi hỏi được, tôi đâu cần tốn thời gian, tốn tiền điện thoại gọi cho anh chi. Vậy thì anh có thể hỏi anh Đạt cũng được. Cái gì? Thằng Đạt gây ra chuyện hả? Alo. Alo. Anh Khải à? Alo. Con cò bé bé nó đậu cành tre, đi không hỏi mẹ biết đi đường nào, thì đi em hỏi đi về em chào, thì em không biết đi đường nào. Dậu nghe ta. Thị xã em lấy hàng chị nghe. Dạ. Tại vì hổm rài con chị nó bệnh hoài à, cho nên chị lu bu quá à. Mà em lên trên đó rồi á, em nhớ chờ để lấy cho được ống mực để mà về có cái mà làm. Dạ. Chứ để khách đó đến rồi đi là mình á mất mối hết rồi em à. Dạ, để mai em đi. Dạ. Để chiều nay đi, chị sẽ dặn em vài việc rồi em lên trên đó gặp người ta nghe. Dạ. Có gì từ từ nói. Có phải mày là chú mua bày ra sự việc làm của hai người hay không? Mày lớn rồi, có phải là con nít 5-6 tuổi để bày trò nghịch ngợm như vậy? Hồi nãy tao hỏi mày, một hai mày nói là không có làm hả? Mày có làm em không mày hả? Mày đừng có nóng. Tao với Đức Anh là bạn mà, tao đâu có làm gì mà tổn hại đứa bà đâu. Tổn hại hả? Mày còn nói tổn hại nữa hả? Đức Anh sắp chết mày biết không? Mày tính người nữa không hả? Tại sao chuyện mày cũng dám làm hết vậy? Hết thuốc chữa rồi mày có biết không nè? Tao có làm gì đâu. Mày nói cái gì? Tao đâu làm gì đâu. Mày không làm gì hả? Tại sao tôi cãi cái tân đi hỏi mày chuyện gì? Có phải mày không hả? Mày là chủ mua bài ra sự kiểu làm của hai người đúng không? Mày nói đi. Mày nói đi. Mày đừng có hỏi nữa để tao nói. Đúng á, tao ta hai bài trò vớ vẩn, nhưng mà tao đâu có ngu đến nỗi mà làm mấy chuyện thiếu suy nghĩ đâu. Vậy thì chuyện gì? Chuyện gì? Tại sao Tuấn Khải lại bỏ đi? Tuấn Khải bỏ đi không một lời từ giả là tại vì tao với lại Đức Anh nói xấu chả, cho nên chả buồn tình, chả cuốn gói về Sài Gòn vậy thôi, đâu có gì đâu. Đơn giản quá mà. Đơn giản cái gì? Mày vậy? Tại sao lại nói xấu người khác? Mày có biết Tuấn Khải xuống đây là cái gì không? Cái gì không? Cái gì? Muốn chữa bệnh cho Đức Anh mày biết không? Nhưng mà đâu phải tao bày mưu tính kế đâu mà Đức Anh bà kêu tao làm vậy mà. Đức Anh hả? Bà kêu tao với bà diễn kịch cho ông Khải coi. Kịch gì? Thì nói xấu không chả? Nói cái gì? Thì mày làm ơn mày đừng kêu tao nói nữa. Tao nói ra tao nổi da gà hết luôn á. Sao mày dám nói? Bà kêu tao nói. Bà kêu mày không quen luôn. Mày làm ơn mày đừng có hỏi tao hả? Mày đừng có... Đứng lại coi. Đẹp. Đứng lại coi. Theo lời cô nói á, thì tôi nghi cái thằng tài xế này nó có vấn đề. Mỗi ngày nó cứ to nhỏ với bà chủ hoài. Mà lúc này nó lên hư rồi, nó không có bị ai đòi nợ nó nữa hết á. Tôi sợ nó toa rập với bà chủ để làm cái chuyện mờ ám gì đó. Dù à, chắc có lẽ là tôi không thể. Cô đừng có bỏ cuộc, phải tìm gặp ông chủ. Dù ơi, hay có thể tôi gặp Đăng Như được không hả Dù? Đăng Như sau này rất là kỳ cục. Tôi có cảm tưởng như là một người khác. Không có phải mà Đăng Như mà tôi nuôi nấng dạy dỗ ngay từ nhỏ. Ý của Vũ là sao? Tôi không biết nói sao nữa. Bây giờ cô thay đổi quá nhiều. Tính tình
và cư xử không còn được như trước nữa. Sao lại có chuyện như vậy được chứ? Thì từ cái ngày mà xảy ra chuyện mất tích đó, cô thay đổi đến chóng mặt luôn vậy đó. Ngay cả tôi nè, là người chăm sóc cô ấy ngay từ nhỏ đó, mà còn bất ngờ chỉ có thân xác là đang như thôi, còn phần hồn thì là không phải. Chẳng lẽ cô đang nghĩ gì vậy? Không, không có chuyện gì đâu chú. Bởi vậy tôi mới nói chỉ có một cách là gặp ông chủ thôi. Nhưng làm sao gặp được ông ấy? Tất cả mọi người xung quanh đều bị bà ta mua chuộc hết rồi chú à. Tôi cũng đang tìm cơ hội để mà nói riêng với ông chủ, nhưng mà khó quá. À, mà lúc này cô sống ra sao? Dạ, cũng tạm ổn. Tôi đã xin giúp việc cho một gia đình và tá túc ở đó. Vậy cũng yên. Ông bà chủ rất tốt với tôi chú à. Họ có một đứa bé trai rất là khấu khỉnh. Nhìn thấy họ hạnh phúc, tôi cảm thấy rất là tủi thân. À, tôi đã nghĩ ra rồi. Sao hả chú? Tôi nghĩ ra một cách cô có thể tiếp cận với ông chủ mà không có bị thằng tài xế nó ngăn cản. Anh có chuyện muốn hỏi em phải không? Đúng. Cái chuyện em với thằng Đạt nói dối Tuấn Khải, anh không hiểu sao em làm vậy để làm cái gì, để cho Tuấn Khải bỏ về Sài Gòn giận dỗi như vậy đó. Còn em ở đây khổ sở, em làm như vậy đó chẳng khác nào tự làm khổ chính bản thân của mình. Mà em làm như vậy để làm cái gì? Anh tưởng em muốn làm vậy lắm sao? Ai mà muốn tự hành hạ bản thân mình chứ. Nhưng sao lại làm như vậy? Anh muốn biết hả? Anh đi hỏi anh Đạt đi. Là thằng Đạt nữa sao? Anh Đạt nói á, anh rất đau khổ khi mỗi ngày nhìn thấy anh Tuấn Khải kề cận bên em. Anh nói á, anh sợ anh Khải có ý đồ xấu với em, cho nên là không biết nói làm sao cho em biết để em đề phòng. Anh không bao giờ có ý đó. Anh nói thật, cái chuyện anh thương em, anh thừa nhận, nhưng anh không bao giờ làm cái chuyện tiểu nhân bị ổi như vậy đâu. Em tin anh chứ? Anh Đạt á, buộc em phải nói chuyện đó ra để anh Tuấn Khải bỏ ý định theo đuổi em. Ảnh còn nói á, làm như vậy á, mới trọn tình trọn nghĩa. Thằng Đạt này, lại là mày nữa. Trò chơi càng ngày càng hấp dẫn và gây cấn rồi. Xin lỗi ông nha Đạt. Có trách á, thì tại vì ông không may mắn thôi. Có gì đâu kia, tao nói cho nghe rồi. Đừng có kêu nữa. Ây da, mày nói gì mày? Mày nói gì vậy? Để mày muốn tao? Mày điên hả? Mày uống lộn bố hả mày? Hả? Mày là thằng khốn nè. Mày lừa thay phản mày. Mày mượn giữa mẹ mày. Mày hơi tốt chữa rồi. Mày mà đánh tao nữa tao không có nhìn đâu nha. Tại sao có một người bạn như mày chứ? Tao cũng cóc cần có thằng bạn như mày. Mày lúc nào á, chúng nó là bạn bè. Mày coi tao như con ghẻ của mày á. Ai nói gì mày cũng tin, tao nói. Mày không có tin gì. Ý mày nói,
tiếng Anh nói láo sao? Nhưng mà nói cái gì mà mày đánh tao dữ vậy? Mày đã bày kế ra, mày còn nói là tao xúi mày nữa chứ. Trời đất ơi, tiếng Anh bà nói vậy, tao không ngờ bà thay trắng đổi đen như vậy. Chính bà kêu tao làm như vậy mà. Ừ, đó, đổ lỗi cho người khác nữa. Chẳng lẽ cô tự làm khổ mình sao? Trời đất ơi, tiếng Anh bà kêu tao làm vậy thiệt mà. Tao thề. Mà bây giờ tao thề là cái quái gì? Mày có tin tao? Mày có tin tao đâu? Bạn bè chơi nhau từ nhỏ lớn, lúc nào mày cũng bình vực cho tao á. Tao không ngờ lần này vì một con quỷ nữa mà mày quýnh tao như vậy. Ủa, ai là con quỷ? Ai là con quỷ hả? Tao nói nè, mày với nó không còn là bạn của tao nữa. Kể từ nay tao cũng không có thằng bạn như mày. Mỗi sáng chủ nhật, ông chủ thường hay chạy bộ trên dốc ở Thủ Đức. Ông rất thích nơi này. Trước đây, cô Đăng Như cũng thường hay chạy chung với ông. Nhưng sau này, vì Sa Đà chuyển yêu đương nên không thấy đi cùng nữa. Cô đón ông ấy ở đây là không bị ai ngăn cản. Cô đừng bỏ qua cơ hội này nha. Rồi đánh đi. Nói gì? Ủa, con gái mới về đó hả? Nghe nói trưa nay đi lấy hàng mà con. Chắc nó về nấu cơm cho bà ăn á. Gái bà có hiếu quá trời. Chứ sao, nuôi con lớn thì phải được nhờ chứ. Tiếc Anh, lấy má ly nước đi con. Bà khác thì bà vô bà tự bà lấy mà uống. Trời ơi, hôm nay con giỡn với má là sao vậy? Tôi đâu có giỡn với bà. Tôi đâu có rảnh mà lấy nước bưng cơm cho bà ăn bà uống mà đánh bài hả? Trời đất ơi, thôi thôi dẹp đi, hôm nay nghỉ sớm đi. Dẹp đánh gì sớm vậy? Đánh chừng nào rụt tay rụt chân á thì nghỉ chứ. Nè con quỷ, hôm nay mày có uống lộn thuốc không hả? Lâu quá tao không chửi mày nhớ phải không con quỷ? Thì má chửi đi, má chửi cho sướng cái miệng má đi. Trời, giả đò hiền hậu chi vậy? Mấy người ở đây á cũng đồng hội đồng thuyền giống má thôi, giữ kẻ chi cho nó mệt. Tiếc Anh, vậy mày có muốn ăn nói hỗn hào gì á thì mẹ con mày nghe đi nha, đừng có đụng chạm đến tụi tao à. Rồi, còn bà mặt mâm này nữa, ăn không ngồi rồi tối ngày đánh bài để chồng để con làm đầu tắt mặt tối ngoài kia kìa, bị đặt thí gì. Ê con kia, bà nói cái kiểu gì vậy? Nói gì là nói gì? Bà Đơn, con bà mà còn ăn nói mất dạy kiểu đó nữa hả, tụi tôi không có để yên đâu đó. Thôi được rồi, giờ mấy bà về đi, để đó tôi. Má dạy tôi á, mắc mớ gì má đuổi mấy người này về chi vậy? Cứ dạy trước mặt mấy người này đi cho biết tay nhau nè. Trời, mấy người này á cũng cá mẹ một lứa với má thôi. Trời ơi, chịu hết nổi con này rồi bà ơi. Trời ơi, đồ con quỷ.
Mấy tháng này á, mày làm bộ mày có hiếu với tao để dở trò phải không? Tao cũng ngạc nhiên tại sao mày trở nên ngoan ngoãn như vậy. Thấy là gió tụa nó không biết nói tiếng người. Đúng rồi á, tại vì bà đẻ tôi ra mà. Trời đất ơi, đừng có quỳ, mày bước ra khỏi nhà tao, mày bước ra khỏi nhà tao. Giờ tới mày đừng có kêu tao bằng má nha mày. Mày đừng có bước về nhà này nữa nha con quỷ. Tôi muốn mày kêu bằng má đâu, mà tôi muốn mày ở cái nhà này nữa. Vậy mày biết tôi ở đây hả? Tôi ở đây cho mấy người này nè hả? Gom chung là chửi chung má hả? Tao bảo con quỷ, mày ra khỏi nhà tao. Mày chết với tao rồi. Mày ra khỏi nhà tao. Alo. Dạ em về chị. Dạ em lấy xong rồi. Vậy bây giờ em đem lên cửa hàng luôn chị nha. Dạ. Dạ chị. Alo, em nè. Dạ, nay em đi công tác xa miền Tây lận á. Anh có thích ăn nem chua không? Em mua về cho anh ăn nha. Vậy à, vậy thôi. Dạ, em đang về. Rồi, vậy trưa mai mình gặp nhau nha. Vậy nha, chào anh. Mà còn Mỹ nữa. Alo, nghe này gì? Hả? Ba con bị tai nạn hả? Sao lại như vậy? Biết rồi. Vậy nha. Về đây chi nữa hả con quỷ cái? Má, sao đồ của con lỡ ngoài này vậy má? Mày có ở đây đâu nữa mà để ba thứ này chật nhà tao? Tao không muốn qua lại với thứ bất hiếu như mày. Má, gom đồ biến ra khỏi nhà tao. Má, sao hôm nay tự nhiên má giận dữ vậy má? Trời ơi, mày giỡn mặt với tao đó hả con quỷ? Dạ. Mày đừng có giở trò nữa. Tao sợ cái bộ mặt giả bộ ngây thơ của mày lắm rồi. Mày đưa tao lên thốt chặt cũng cái kiểu giả nai này nè. Má, con đã làm gì sai? Má nói cho con biết đi, con sẽ sửa đổi. Chứ má đừng la như vậy, làng xóm láng giềng người ta nghe, người ta cười á má. Mày mà cũng sợ nữa hả? Mày thích vậy lắm hả? Má, trước mặt mọi người mày làm xấu tao, mày mới hả dạ. Tao biết mày còn hận tao cái vụ bán trinh luôn chứ. Mày thật hồn hào, mày thương ghét tao đi. Tao không tức, đằng này á hả? Mày đằng có hiếu với tao để mày làm nhục tao trước mặt mọi người. Bây giờ hả, trước mặt mọi người tao tu mày luôn. Mày gom đồ mày biến ra khỏi nhà tao đi con quỷ. Mấy cô, mấy gì? Em ơi khuyên má con giùm đi. Má con hôm nay bị sao á? Khuyên cái gì nữa mà khuyên? Bả chửi như vậy là nhẹ đó, chứ gặp tao hả, tao lấy chỗ chà tao đập từ trên đầu xuống cho chết kìa. Đồ cái thứ cái con gì đâu mà hỗn hào mất dạy. Má mày mà mày cũng không tha nữa, mày đem bả ra để mày trả thù giặc. Mày nha, mày đi ra đường có chừng bị sét đánh à, có chừng liên liên tới người khác á nha. Má thuốc chữa rồi, gặp tao mày đừng hòng đứng đó chở chờ mất trí nhớ rồi mất dạy. Đi đi quỷ. Má, không có má con gì nữa. Má, tao nói mày biến. Đi đi, đi ra khỏi nhà tao đi. Mày đi ra khỏi nhà tao đi. Con quỷ, mày đừng có về đây. Đi, mày đi không? Mày đi. Mày đi đi nha con quỷ. Mày đừng có về đây nữa nha không? Đừng con quỷ cái.
Đạt, anh Đạt, em đang cố ý đi tìm anh đây. Anh Đạt ơi, không biết sao hôm nay má em giận dữ lắm, má đuổi em ra khỏi nhà, bà con lối xóm không hiểu sao ai cũng khinh khi miệt thị em hết á. Em có hiểu gì hết á anh Đạt? Từ sáng giờ bà em nín đi. Bà là một con người sống hai mặt, uổng công tôi đã coi bà là bạn thân của tôi. Bà không hề bị bệnh mất trí nhớ gì hết á, chẳng qua bà đang làm trò để đùa giỡn chọc kẹo tất cả mọi người. Bà đừng diễn nữa, hãy lột mặt nạ ra đi Tuyết Anh. Anh Đạt, sao anh lại nói như vậy? Thật sự hôm nay chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Tại sao cả anh cũng có thái độ này với em vậy anh Đạt? Tôi bắt đầu tôi ghê sợ bà rồi đó. Tôi nói thiệt với bà nha, thà là bà ngang ngược, thà là bà hung dữ như trước đây, tôi còn cảm thấy dễ chịu hơn. Chứ bà đừng có làm cái bộ mặt mà hiền từ để rồi bà đóng sau lưng người ta. Tôi là bạn thân của bà nè, bà nghĩ sao vậy? Bà nghĩ sao bà đâm tôi một nhát chí mạng vậy? Thử hỏi bà còn tha được cho ai? Còn dì Đơm đó, tôi biết là dì Đơm đối xử với bà rất là tệ, nhưng bà đẻ ra bà mà, bà nuôi bà từ nhỏ đến lớn mà, tại sao bà để trong lòng để rồi bà chơi bà một cái đau đớn vậy anh Đạt? Thật sự bà nói tôi không hiểu bà là người hay ma mà tại sao bà nghĩ ra được mấy cái trò quái đản như vậy chứ. Anh thôi cái kẹo nói ra được không? Em thực sự em kiệt sức rồi, em không còn sức nữa. Anh nói cho em biết đi, em đã làm gì? Em đã làm gì tại sao mọi người coi em giống như tội đồ vậy chứ? Bà muốn tôi nói nhỏ nhẹ với bà chứ? Tôi nói với bà một câu nè, bà đi chết đi Tuyết Anh. Vừa phải thôi, làm quá giám đốc kịch quá. Thì tôi thấy phải gào khóc vậy mới đúng, ba mình mà, chứ đâu phải người xa lạ. Khóc mà không có giọt nước mắt nào. Giả bộ mà sao có nước mắt được, mà làm như tôi là diễn viên trước ống kính vậy. Thế hồi action là khóc liền hả? Bắt bẻ đủ thứ, biết sao cho vừa lòng bà nữa. Đồ thủy, chán ghê. Ba, gì? Thì sao lại xảy ra chuyện này? Sao người đàn bà đó lại xô ba con? Dì cũng không hiểu động cơ tại sao bà ta lại làm như vậy. Bà ta đang bị bắt giữ và đang chờ điều tra đó. Anh ơi, ba ơi, sao bà lại ra nông nỗi này? Con đi mới có mấy ngày thôi mà. Đã này á, sao ông lo lắng gì cho bà á? Bây giờ rồi, bà phải có người quan tâm chứ. Anh đó nha, anh tệ lắm á, anh chỉ tối ngày anh lo chuyện công ty không à. Bà ơi, bà. Sẵn nghiệp, chửi cho sướng cái miệng, đổ thứ mũi két. Cái con nhỏ này, tự nhiên lôi tôi ra chửi, mình chết anh khùng. Thiên Bảo, không được làm bậy, ông ấy đang nằm trong kia kìa. Con à, chuyện rủi ro xảy ra đâu có ai muốn. Mà anh con á, hồi nào giờ đâu có theo ba con lên đó chạy bộ đâu. Nếu có người á, thì ba con đâu có xảy ra chuyện vậy đâu. Tại ba con chủ quan quá mà. Cũng tại cái con đàn bà kia, chắc chắn là bụi ta theo dõi và tính toán hết mọi chuyện, nắm rõ hết mọi sinh hoạt của ba lâu rồi, bây giờ mới ra tay đó. Nhưng mà cái bà đó đó, bà có thù oán gì với gia đình mình chứ? Tại sao lại xô ba như vậy? Bà ơi, phải chi người ngã xuống là con, thì bây giờ con đâu có đau đớn nhìn ba như vậy.
biết không? Con nhất định sẽ cho cái người đó hại ba như vậy một bài học. Người đó phải trả giá về những gì mình đã làm. Ba ơi ba, sao ba lại đã nung nổi thế hả ba? Anh Mạnh. Được. Em tỉnh dậy rồi hả? Em có biết là em nằm mê man 2 ngày rồi không? Anh nghe chuyện chạy đi tìm em, rồi cái tự nhiên anh thấy em nằm bất tỉnh ở giữa đường. Anh Mạnh, tại sao trong một ngày mà xảy ra nhiều chuyện làm em ngỡ ngàng và không hiểu gì hết? Tại sao mọi người lại đối xử với em như vậy? Có phải là em đã làm gì sai đúng không anh? Tuyết Anh à, em không nhớ mình đã làm gì sao? Em không biết nữa. Hôm đó em đi lên tỉnh lấy hàng cho chị Thư, đến tối em về. Em lên tỉnh với ai? Em đi một mình. Đi một mình hả? Vậy thì đâu có ai làm chứng cho em đi một mình lên tỉnh đâu. Anh nói vậy là sao? Thì hôm đó theo nhiều người kể lại rằng em về nhà mắng rủa gì đó. Em sao? Không thể nào như vậy được. Sao em lại chửi má em? Mà chửi chuyện gì chứ? Còn anh Đệ, không lẽ gì vậy mà anh cũng ghét em sao anh? Thằng Đệ nó chỉ nóng giận cái chuyện em đổ lỗi cho nó nói chuyện với anh Khải thôi. Anh Khải? Chuyện anh Khải là chuyện gì? Anh nói gì em không hiểu gì hết. Trời ơi, em nhức đầu lắm. Tuyết Anh à, thật sự em không nhớ gì sao? Em không nhớ gì hết. Em không nhớ là mình đã nói gì sao? Nếu như mà em không nhớ thì làm sao mà anh giúp em được? Nói thật cho anh biết đi em. Anh Mạnh, không lẽ ngay cả anh mà cũng không tin em sao? Dương ngồi xuống đi Dương. Dương ơi, ông ấy ra sao rồi hả Dương? Ông chủ vẫn còn nằm mê man chưa có tỉnh. Lỗi tại tôi, tôi đã hại ông ấy rồi Dương ơi. Cô cứ bình tĩnh, sự việc ra sao cô kể tôi nghe hết đi. Lúc thấy ông ấy nghe điện thoại rồi quay đi, tôi cứ nghĩ là ông ấy về, cho nên mới vội vàng tiến về phía ông ấy. Không ngờ vấp phải chân của một người nào đó. Tôi té nhào về phía ông ấy, và vậy là xô ông ấy ngã xuống mé đồi chú ơi. Người nào mà xuất hiện ác ôn vậy kìa. Nhưng mà tại sao mà cô lại dướng chân của họ chứ? Tôi không biết, lúc đó tôi chỉ quan tâm đến ông ấy thôi.
nên không biết chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng mà người đó là nam hay nữ, già hay trẻ? Tôi không biết Du ơi. Trời, vậy sau khi ông chủ té thì cái người đó phải đến xin lỗi hoặc là phụ giúp với cô để giúp ông chủ chứ? Phải rồi, chú nói tôi mới nhớ, dường như là người đó xuất hiện và biến mất cũng bất ngờ như nhau chú à. Vậy thì lạ quá. Chú nghĩ sao? Tôi nghĩ không phải vô tình mà họ cố tình đó. Cố tình? Trong lúc cô theo ông chủ thì họ theo dõi cô và ra tay khi cô gặp ông chủ. Ý của Du là người đó được thuê làm cái chuyện này mà người đó lại là bà chủ. Bà chủ cũng có thể lắm. Mấy hôm nay tôi rất là hoảng loạn vì lo cho ông ấy, cho nên không nghĩ ra chuyện này. Chắc chắn là vậy rồi. Người đàn bà đó chuyện gì mà không dám làm. Đáng sợ. Mấy hôm rồi cô có ngủ được không? Ráng giữ gìn sức khỏe nha cô. Mai này người ta điều tra, có thể cô thoát nạn. Tôi không sao chợp mắt được chú à. Tôi không nghĩ là có ngày mình vào đây và lại dính dáng đến pháp luật như vậy. Chú ơi, tôi sợ. Sợ lắm chú ơi. Cô cứ khai thật những gì cô biết. Nhưng mà lúc đó có ai làm chứng cho cô không? Dường như lúc đó rất vắng người. Chắc không ai làm chứng được đâu chú. Vậy thì cũng khó. Nhưng tôi nghĩ có một người có thể cứu được cô. Ít nhất tiếng nói có trọng lượng và công an tin tưởng hơn. Ai hả chú? Dù muốn nói... Phải, chỉ có Đăng Như mới cứu được cô thoát khỏi tình ngai lý gian. Quay. Sao tự nhiên cho đá nhà người ta vậy hả? Hả? Đứng lại coi, ngồi đứng lại coi. Mày có tin tao bắt từ đứa về ba má đánh đòn tụi bay không vậy hả? Đúng một nít quỷ. Mới mày lớn thì phá làng phá sớm người khác. Mày tới làm gì? Chẳng phải mày coi tao không phải là bạn của mày sao? Mày đừng có nói là tao không nhắc mày nha. Bây giờ ai cũng thấy lo cho mày hết á. Mày đừng có làm anh hùng rơm nữa được không? Không có ai khen mày đâu Mạnh. Ai cũng thấy hết á. Chỉ có một mình mày là không thấy à. Tức anh mà không đơn giản đâu. Có ngày bà sẽ hại mày chết á. Mày tới đây chỉ nói vậy thôi hả? Tao không hiểu tại sao mày tin bả mà lại không tin tao. Tao phải thề bao nhiêu lần mày mới tin là tất cả những chuyện đó là hoàn toàn do bả sắp đặt. Thần cũng là bả, mà ma cũng là bả đó. Tao có thể ngu si hay là tao chậm hiểu đi, nhưng mà tao không mưu mô xảo quyệt như bả đâu. Mày đang sống với một cọp cái đó. Mày mà không tin tao ha, có ngày mày sẽ hối hận. Tao cảm ơn mày. Chuyện tao làm tao biết. Vậy tao đâu còn gì để nói nữa. Mày bị mù mao rồi Mạnh.
Anh có mua bánh bò cho em nè, em ăn đi. Anh Mạnh, em đã nghe anh và anh Đẹp nói. Em đừng có để ý, mọi chuyện vẫn chưa ngã ngủ mà. Nhưng anh cũng có dao động đúng không? Anh cũng tin em là hạng người như vậy phải không? Em cảm ơn anh đã cho em tá túc mấy hôm nay. Em đi. Em đi đâu vậy? Đang yếu trong người kìa. Khi nào khỏe rồi hắn đi. Sao mình lại không nhớ trước anh lại chứ? Hay là mình không tin được trực giác của mình? Có, trời ơi, bữa đỏ nữa sao vậy? Ăn cái này mới ngon nè bà ơi, cây bốn chuột. Mày có đồng nhà không thích ăn? Chắc rồi. Đây còn phải chuyện của mấy bà, đi về. Không có đó trong nhà anh Bảy. Không có đó hả? Con bé anh đâu? Con gái của bà đâu? Nó không có ở đây. Tìm nó đi chỗ khác tìm đi. Mà kêu nó ra đây. Thằng Bảy búa này mà nó cũng dám chơi. Rêu rao hết cả sớm. Con này chắc nó tới số rồi. Tôi đã nói nó không có ở đây. Mà giỡn mặt với tôi hả? Nó là con của bà. Nó không ở đây thì nó ở đâu? Nhậu nó ở đâu? Nó không phải là con tôi nữa. Tôi từ nó rồi. Không tin nó, mấy ông hỏi lối xóm này coi. Bà cũng biết thời thế lắm. Con nhỏ này nó chán sống, nó mới đụng tới tôi. Tôi báo cho bà biết, tôi mà gặp nó ở đâu á là tôi xử nó ở đó. Lúc đó mà đừng có khóc lóc giáng sinh vậy chứ. Ông muốn làm gì nói làm, tôi không có đếm xỉa tới nó nữa. Đồ cái thứ trôi sông lạc chợ, chết bờ chết bụi rồi chết đi, đừng có làm phiền người ta. Bà cũng tuyệt tình quá ha. Con nhỏ này chắc hết đất sống rồi, ngay cả mẹ của nó cũng không nhìn nó. Tiếp anh, để tao coi thử đâu mày trốn được ở đâu. Đi. Trời ơi, con Tuyết Anh, đồ cái con quỷ cái, lúc nào nó cũng làm liên lụy người khác hả? Không biết nó chọc giận cái thằng Bảy Búa làm sao mà đòi xử nó bà ơi. Tôi nghe đâu con Tuyết Anh nó gài cho thằng Năm Máu Lạnh đánh thằng Bảy Búa một trận, rồi nó lại đi rêu rao đó là cho một bài học để cho thằng Bảy Búa nhớ đời. Bộ nó chán sống rồi sao mà nó nói như vậy? Ai dè tới tay thằng Bảy Búa nên nó mới đi kiếm con Tuyết Anh để hỏi tội đó. Thì này á hả, chỉ có nước mà bỏ xứ mà đi á mà. Nhà nó đây nè đại ca. Tới nhà nó chưa? Tới rồi, nó trong đó đó. Vô. Ông nữa. Còn Bảy Búa. Đau em. Còn Tuyết Anh đâu? Nói. Dạ có chuyện gì? Tội mày nói đâu? Dạ không có ở đây. Không có hả? Tao nghe nói mày với nó sống chung, tại sao nói là không có? Mày bao che nó phải không? Dạ em nói thiệt mà. Nhưng mà Tuyết Anh làm gì mà anh Bảy giận dữ vậy? Em nghĩ là chắc chị hiểu lầm thôi mà. Hiểu lầm hả mày? Tao mà bắt được nó tao cạo đầu nó, hủi tội nó. Còn mày, mày liễu hôn mày đó. Mày mà dính líu tới nó hả, mày cũng không khốn khỏi tao đâu. Mày nhắn với nó đó, có giỏi á thì lặn thật sâu đi, nó lặn luôn đi. Nó mà trồi đầu lên hả,
còn giác đâu nữa đó. Đi. Đại ca, người ta nói tiếng Anh ở ngoài bờ sông. Đi tụi bay. Mày liễu hồn mày nha mày. Đẹp ơi. Đẹp ơi đẹp. Gì vậy Vũ? Gì? Ý Vũ muốn con bãi nại cho cái bà đã xô ba con té hả? Vũ đã nói là bà ta không cố ý, mà bà ta rất là hiền lành, mà giả lại đâu có thù oán gì với ba con ở đâu mà xô ông ấy. Nè, nghe lời Vũ đi con. Con còn nhỏ, con không có hiểu gì đâu. Nhưng bà ta chính là cô tiên tốt bụng mà hồi đó con còn nhỏ con không nhớ sao? Nè, nghe lời Vũ đi con. Người như vậy làm sao mà có ý xấu được. Vì tại sao bà ta lại có mặt đúng lúc đó và theo dõi ba con chứ? Cái đó thì mà Vũ. Vũ mà không nói ra sự thật, con không thể giúp. Bà ta chính là mẹ ruột của con đó. Hả? Vì hoàn cảnh bà ta mới âm thầm làm cái bóng theo con. Tình thương của bà ấy là tình mẫu tử, con không cảm nhận được sao? Con nghĩ là Vũ nói xạo. Con không tin đâu. Con hãy nghe và tin Vũ. Nếu không thì con sẽ hối tiếc về sau. Người đó là mẹ của con. Người đó chỉ muốn mang lại hạnh phúc cho con, chứ không có làm trái ngược lại. Rất tiếc là lúc này ba con đang hôn mê, chứ nếu mà ba con tỉnh lại thì mọi việc đã sáng tỏ rồi. Gia đình này phức tạp quá trời. Vì vậy vụ này chắc có bà phù thủy nhúng vô để hại đối thủ rồi. Trời, chẳng lẽ chồng mình cũng đem ra làm con chốt để thí hả? Chết chết, bà phù thủy này chuyện gì cũng dám làm. Mình chỉ là con cờ trong tay bả. Bả muốn xử lúc nào á thì mình đai lúc đó. Chết mình rồi, không biết có phước để hưởng số tiền mụ hứa không ta. Mày mới tin là tất cả những chuyện đó là hoàn toàn do bà sắp đặt. Bà đi chết đi tiếp cận. Em đi đâu vậy? Đang yếu trong người kìa. Khi nào khỏe rồi hắn đi.
Bọn mày búa đang đi tìm mày kìa, sao mày không mau chạy đi? Mày búa là ai mà tìm em chi? Mày gọi nó giả này nữa, nó bắt được là mày tiêu đời đó. Mày nghe con quỷ cái máy kìa, bắt nó lại cho tao. Tao biết mày đang trốn ở đây nè. Mày mau ra đây. Tao biết mày ở đây. Khôn hồn đi ra đây. Để tao bắt được là tao lột da, tao cắt lưỡi của mày. Được anh. Cô khùng hả? Hết chuyện đi chọc chọc đám của tụi bè búa. Em đâu có biết gì đâu. Mà sao bọn họ ghét em dữ vậy? Trời đất ơi, tên nhà này cô còn giả nai với tôi. Em thì này cô chắc chắn luôn. Mày kiếm cho kỹ cho tao. Tiến anh, tao biết mày đang ở đây. Khốn hồn thì mày ra đây. Anh Bảy, lối đầu tôi lại đây. Khốn. Dạ. Còn Tiến anh đâu? Em đâu có biết đâu. Khôn hồn thì mày khai ra con Tuyết Anh đang trốn ở đâu. Em nói thiệt mà anh Bảy, em đâu có biết đâu. Nhỏ nó chơi gác em hoài à. Em không chơi nó nữa, cả xóm này ai cũng biết hết á. Mày sao hả? Mày không biết ai biết mày? Ai biết mày hả? Mày khai chưa? Em nói thiệt mà. Mày em... không khai con Tuyết Anh là mày chết với tao. Khai đi. Nếu mà biết là em khai liền à. Em không có ngu gì mà giỡn với anh Bảy đâu. Đứng động hả mày? Tao báo cho mày biết, tôi gầy trở đi. Mày gặp con Tiết Anh ở đâu là mày báo cho tao đi. Mày cả càng giống nó là mày chết đi. Chết đi mày. Đi. Hôm nay là tôi nè, ngày mai là thằng Mạnh nó hứng hết á. Cô muốn quậy ai, muốn phá ai cũng được, cô làm ơn đừng phá bể bố nữa được không? Thằng đó nó thù dai còn hơn đàn bà nữa, nó có để cho cô yên đâu. Thật sự, em không muốn vậy mà. Đen ơi Đen, Tiên Anh ơi, đâu hết rồi, Đen ơi Đen. Tao đây nè. Trời ơi. Tiên Anh, Đen ơi. Mày biết sao vậy hả? Có phải là đám bị mua đánh mày đúng không? Trời ơi, sao mày có mặt ở đây vậy hả? Mày chịu chạy đi để tôi đánh mày ra nông nổi này. Tại vì anh Đẹp, anh Đẹp chạy ra đem trốn á. Trời ơi, tại sao mày lại làm như vậy hả? Từ trước tới giờ rất là sợ đau, mày rất là nhát. Còn bây giờ mày để tụi nó đánh mày ra nông nổi nha, chắc nên mày không sợ đau sao? Tao là cháu bà hoài sao không biết đau? Tao nó đánh tao đi, bắt được bả còn chết nữa.
nó đánh tao rong rồi, nó hạ giận nó bỏ đi. Mà tao nghĩ chuyện này á chưa xong với tụi bảy búa luôn. Cũng tại em, cũng tại em anh Đẹp bị đánh ra đồng đội này. Người mà bảy búa muốn tìm là em. Em sẽ ra nói chuyện với bảy búa. Không được. Trời đất ơi, không được. Mày làm ơn mày nói với bà anh Tiến đi. Sao bà đưa tao đi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác vậy trời. Không được đâu em à. Bằng bảy búa không biết nó phải trả cái gì đâu. Em ra chẳng khác nào em nộp mạng cho tụi nó đó. Chứ không thì phải làm sao bây giờ anh? Bây giờ em phải trốn thôi. Trốn? Mà trốn đi đâu bây giờ anh? Sao mà em cứ lâm vào đường cùng như vậy không biết nữa. Ui da, trời ơi, lại nữa rồi. Tôi đang đau mà tôi không thể nào không nói được. Chính bà là người gây ra tất cả mọi chuyện á. Sao bà hỏi một câu ngay tức quát vậy trời. Em... thôi đi, bây giờ đừng nói chuyện này nữa. Ngày mai tao sẽ dẫn Tuyết Anh đi. Mày tính đi đâu? Sài Gòn. Sao rồi chú? Bình tĩnh. Tôi đã nói chuyện với Đan Như rồi. Hôm nay chắc chắn thế nào cô cũng được thả ra à? Thật không chú? Ừ. Vì cô nói chắc chắn sáng bữa nay lên công an làm bãi nại cho cô. Trước mắt là người ta sẽ thả cô ra, sau đó sẽ điều tra và chờ xem kết quả thương tật của ông chủ mà kết luận tội. Cảm ơn chú. Cầu cho ông ấy không có chuyện gì. Nếu có chuyện gì xảy ra với ông ấy, tôi ân hận lắm chú à. Trước mắt á là cô phải lo cho mình. Tôi thấy cô tiều tụy quá mà không được bình tĩnh nữa. Tôi không sao đâu chú. Cô Trần Thị Lan. Dạ. Hôm nay đã có quyết định chính thức khởi tố cô về tội danh cố ý gây thương tích cho người khác. Bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ tạm giam và chuyển cô qua trại giam. Cô theo tôi về phòng thu xếp đồ. Sao lại khởi tố? Cô Lan không có tội mà. Con gái của người bị hại sẽ đến đây bãi nại, cô chờ chút đi. Cô sẽ đến bây giờ. Ý bà nói là cô đang như con gái ông Hải Minh. Đúng rồi. Dạ. Cô Lan không có tội. Cô sẽ làm chứng mà. Cô sẽ làm chứng cô Lan nhiều tội phải không cô Lan? Cô Lan không cố ý mà. Cô Đan Như đã đến đây và chính cô ấy đã tố cáo bà Lan có thêm hành vi gây hại cho gia đình cô ấy trong suốt thời gian qua. Cái gì? Cô Đan Như tố cáo bà Lan? Không, bà Lan không có tội mà. Anh Đẹp. Alo, tao nghe. Alo, mày hả? Tới đâu rồi? Chắc cũng gần tới Sài Gòn rồi. Ở dưới đây á, tụi bảy búa nó điên dữ lắm. Nó cứ đi vòng nhà mày á. Vài bữa không thấy á, chắc chắn là nó biết mày dắt bả lên chợn trốn rồi. Ê, có khi nào á, nó lên chợn tìm tụi bay không? Thôi kệ nó đi. Trên này rộng lớn bao la vậy, biết đâu tìm. Ủa, mà bả đâu rồi? Đang ngồi kế bên nè. Mày ráng lo cho bả nha. Chứ lên chợn á, nổi máu điên lên chọc giận người khác á, là coi như là hết đất dung thân luôn á. Coi như là tao với mày mồ côi từ nhỏ, coi bả là má của mình đi. Cho coi như là lo cho nó đỡ tức. Mày bá lát bá sạm thì vừa thôi nha. Tao cướp máy đó. Vậy đi. Anh Đẹp hả anh? Nó gọi nó hỏi coi mình đang đi tới đâu rồi. Mình lên trên này rồi mình ở đâu? Thì ở cái nhà trọ mà lúc trước anh thuê đó. Nên để pháp luật trừng trị thích đáng.
Hải hả? Đẹt nè. Đẹt ở Vĩnh Long á. Tôi nghe nè anh Đẹt. Thằng Mạnh với lại bà Tuyết Anh lên trên Sài Gòn rồi. Lên Sài Gòn? Không biết phải giải thích sao cho anh hiểu nữa. Nói tóm lại á, là dưới đây có chuyện lớn lắm, cho nên giờ hai đứa nó mới lên trên Sài Gòn á, tá túc một thời gian. Nếu mà anh có rảnh á, điện thoại hỏi thăm tụi nó cái nghe. Tôi biết rồi. Cảm ơn anh nghe. Có chuyện gì anh? Anh Đạt là ai vậy? Không có gì. Một người bạn anh quen khi đi công tác. Tôi nghe nè anh Đạt. Thằng Mạnh với lại bà Tuyết Anh lên trên Sài Gòn rồi. Lên Sài Gòn? Con nhỏ đó lên đây rồi sao? Nó lên để làm gì? Không thể để nó tiếp cận anh Khải được.